Em gái Khmer bán cá viên chiên luôn hả? Là cứ mỗi chợ thì ghé thì bán một chút. Dạ, chụp đi, chụp đi. Vậy là cứ mỗi một chợ chị ghé một tí xíu rồi về bán một chút mình đi. Dạ, mình đi chuyện nào bán mất 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 đi nữa. Dạ. Đó chợ luôn quay mai hết. Thôi tôi sẽ ghé bà được chưa? Vậy là ngày nào mình cũng đi vậy hết trơn. Bao nhiêu năm rồi chị? Và Lộc Chi Tôn xin chào các bác nha. Hôm nay em sẽ đi vào trong Sóc Nam Nhi quay hình cho các bác xem nha. Wow. Mấy hôm nay ở Chi Tôn mưa liên tục cho nên mình quanh quẩn ở những xóm phương sóc gần gần ở đây thôi nha cô bác, vì quá trời mưa. Mưa gió quá trời luôn.
Và tiếp theo nữa thì em sẽ vào trong những cái phim sóc ghi hình cho các bác xem những cái mùa mưa tầm tã như thế này. Vì mấy hôm nay chi tôn mưa tầm tã luôn các bác ơi, cho nên em không có đi đâu được hết. Quanh quẩn ở đây thôi. Ghi hình cho các bác xem những cái phiên chợ trong phim sóc nữa nha. Quay hết luôn. Bà bắt đẹp. Không để sót ai hết. Dạ. Thì chính như vậy mới quay đó, chứ còn mà đông không hay. Quay vậy làm gì? YouTube vậy. Quay chứ không phải quay lên mấy người thì khổ rồi đi bắt. Thấy khổ rồi cho hả? Giờ này thì mình trễ rồi không cô? Giờ này mấy cậu đi chơi nha. Với hai đứa mới nay trễ trời mưa nè anh. Với phần mấy người đi chùa ha, mấy người lớn lớn tuổi ra đi chùa hết rồi. À đúng rồi, Lộc Chi Tôn. Đúng rồi, chị vô YouTube á, chị Lộc Chi Tôn là chị gặp em. Đâu có biết xài đó đâu. Ủa vậy chứ giờ mày coi thường thường mình coi cái gì? Ai xài chắc đen, xài chắc đen. À vậy hả? Vậy lên vô tiếng coi. Lên vô tiếng cũng gặp vậy. Thì điện thoại vô tiếng cũng gặp nữa. Coi làm gì vậy? Coi lên thì chơi vậy. Coi chợ cắt rồi. Cắt rồi chợ chạy. Ừ, xấu với mẹ đi coi nó quay hoài. Đấy. Xấu với mẹ đẹp. Ừ. Lên đó coi cắt chợ luôn. Chợ khắp nơi luôn, đâu phải một chợ đâu. Quay từ Campuchia về tới Việt Nam đi đủ nơi mà. Là ngày lễ đi chùa mùng 8 cho nên không có thấy mấy cụ người comment. Rồi mình sơ qua cho cô bác xem chút xíu rồi mình đi vào trong chùa nha cô bác. Vào xem họ đọc kinh nữa. Thì hôm nay là mùng 8 âm lịch đó. Thì một tháng họ thường thường đi chùa 4 lần đó cô bác. Rồi mình sơ qua chút xíu rồi mình đi vào một điểm khác nữa nha cô bác. Chạy xe. Bởi vậy rồi gao thì không sao mà gao vừa phải bán
Và Lộc Chi Tôn xin chào các bác nha. Hôm nay em sẽ đi vào trong Sóc Nam Nhi quay hình cho các bác xem nha. Wow. Và tiếp theo nữa là mình đi vào trong những cái khung sóc ghi hình cho các bác xem mùa mưa của người dân tộc Khmer họ sinh sống như thế nào đây. Cũng là những cái phiên chợ.
chị đạp nhanh quá, mới đây tới à, nhanh quá nhanh à. Vậy là nhà mình ở đâu chị mà à, trong Sóc Tà Hu ha. Từ Sóc Tà Hu qua đây là mấy cây số luôn á, 4-5 cây ha, 4-5 cây số luôn. Ồ, gần 10 cây luôn á hả? Ờ đúng rồi. Ồ, ngày nào chị cũng vậy luôn á hả? Mấy chục cây số đạp xe đạp luôn. Wow, quá trời luôn. Ngày nào cũng mấy chục cây số đạp xe đạp. Văng hết mới về. Dạ, cứ đi vòng vòng hoài vậy. Và hôm nay nữa mình sẽ đi theo chị bán khoai, bán đậu này vào trong những cái phum sóc của người dân tộc Khmer các cô bác. Chị đi thì khắp nơi luôn, các sóc luôn. Hôm nay mình trải nghiệm theo chị này xem coi chị bán sao, rồi cái cách chị đi trong những cái sóc như thế nào. Sẽ ghi hình cho cô bác nha, xem. Đến cái chợ, đầu chợ của chợ Nam Quy. Đây là chợ Nam Quy, chị đậu đây, chị bán ngay đầu chợ. Mình đậu ở ngoài chợ bán rồi vô vô sắp sau ha. À, coi như là ăn sáng. Ha ha ha.
vô sóc nào à? Tính đi vô sóc nào nữa đây? Không, chưa có đi, không không có đi sóc nào nữa. Chị từ bên cái chợ Tà Hu chị chạy qua tới đây xong rồi chị ăn sáng xong rồi chị đi bán tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ theo chân chị vào trong những cái làng quê trong Sóc nha cô á. Chị bán khoai lang, bán đậu phộng. Nói tiếng Việt cho nghe đi. Ai cử anh chút đi. Hả? Ai cử anh chút đi chụp hình tẹp. À. Ngay cho mèo đi thôi kìa. Chị nói gì vậy chị? Dịch lại tiếng Việt cho em nghe với coi. Chị bán trà. Mấy chị đó chị chọc em cái gì vậy? Hả? Nói lại cho em nghe với coi. Yeah.
Chỉ biết ghi hình lại cho cô bác xem thôi chứ mình không biết nghe họ nói cái gì luôn nha cô. Và cái chị bán đậu với bán khoai thì chị đi ngược ra rồi, bây giờ mình sẽ đi theo chị. Tiếp theo nữa thì mình xem coi chị đi tới đâu nữa nha cô ạ. Như là chỉ mắc cỡ hay sao á, cho nên mình cũng không biết sao để nói. Thấy chị ngại ngại thì họ nói với nhau là bằng tiếng dân tộc cho nên mình không hiểu gì hết. Rồi tính đi sóc nào chị? Tòn hả? Xà lôn. Ồ bây giờ chở ra xà lôn. Ờ. Ồ vô tới Lương Phi luôn.
Rồi em đi theo vậy là chị có bán gì được không? Khó bán không? Có cản trở chị không? Không sao đâu hả? Mình đi theo chị sợ chị mua bán không được, cho nên mình cũng thấy ngại ngại, nhưng mà cũng gắng trải nghiệm theo chị coi như thế nào cô bác. Vậy là hôm nay cho em đi theo chị vào trong salon luôn nha. Chị gây sốc đó, em cũng ít có vô trong đó chưa biết. Rồi em đi theo chị vậy rồi mấy người kia họ có muốn mua rồi tỏ ra mắc cỡ không? Mấy người kia người ta có mắc cỡ không chị? Không hả? Không. Vậy là chỉ từ cái mà chợ Tà Hu á cô bác, ở Chi Tôn, chị vô tới Lương Phi chị bán luôn á. Đạp xe đạp mười mấy cây số á, đi về là 20 cây. À, đây là đến cái đoạn mà nước lũ của năm 2023 đó cô bác. Chỗ này là cái chỗ mà tràn bờ đê luôn. Trên núi nó đổ xuống lũ quét chỗ này. Khủng khiếp chỗ này luôn. Lát nữa mình sẽ hỏi chị làm cái nghề này bao lâu rồi hả cô bác? Vì xe ngoài đường này cũng có tiện hỏi lắm. Để chút nữa vào tới sóc rồi mình sẽ phỏng vấn chị tí xíu. Gian nan, thật là gian nan luôn.
một đoạn rất là xa chị mới bán được nè cô ạ. Giờ mới thấy được mà có người mua. Một đoạn rất là xa, mấy cây số luôn. Chua ha. Ừ. Cho ghép bằng mắt. Nhìn đẹp quá, hấp dẫn quá. Hấp dẫn mua phụ đây vậy. Là cứ mỗi chợ gì ghé thì bán một chút. Dạ, chụp đi, chụp đi. Giờ này hết người rồi. Vậy là cứ mỗi một chợ chị ghé một tí xíu rồi mày bán một chút mình đi. Dạ, mình đi chừng nào bán mất 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 thì đi nữa. Dạ. Đó anh chào luôn Huy mai hả? Thôi tôi mới ghé bà được giờ. Vậy là ngày nào mình cũng đi vậy hết trơn. Bao nhiêu năm rồi chị? 7-8 năm rồi, rồi lâu rồi. À. Tôi vô 10 năm mà nó bán 10 năm rau á. Dạ. Rau sạch, rau ngào. Dạ. 7-8 năm mình làm cái nghề này rồi. Wow. Không làm nó có gì sai, có gì ăn. Ở hơn đi mặn ta, đi mặn ta. Ăn hơn vô 10 số mình được khỏi bán nữa. Dạ. Rồi nhà mình có trồng được cái này không hay là mình mua đi bán lại? À mình mua đi bán lại. Không có ruộng. Dạ, không có ruộng đất. Dạ. Tạm ơi, cái lai cho bị tao ơi. Ôi mày lai tao lâu mà. Ba chào. Ờ, muốn lên. Bữa nay không có thấy đi chùa đâu. Bữa nay không thấy đi chùa. Cụ bán cái nào? Cái này à? Bằng mướp với áo cờ. Chụp cái này đi. Yeah. Đi đăng nó đâu vậy? Dạ, YouTube. Hả? Biết YouTube không?
chắc cụ không biết đâu. Không biết đâu. Dạ. Có mấy đứa nhỏ nói thì nó biết, nó hiểu. Mấy nhỏ nó hay lắm. Nói bà cái em đó, tôi để tên bà cái em đi. Hôm qua. Bán hôm qua. Măng le. Dạ. Măng le với hôm qua. Dạ. Đăng lên chơi thôi. Bà Phương. Người không biết tiếng rồi mình cũng không biết giải thích sao luôn á cô bác. Giờ hết rồi đi về đó ha. Thì bán gì? Bán mướp nè, đọt mướp, à. Rồi măng, măng luộc. Dạ, ồ măng luộc luôn. Dạ, có rau xanh nữa, cái ngọt cái xanh á. Dạ. Rồi, giờ về ha. Dạ. Vô về rồi hả cô? Rồi sao rồi? Mắc cỡ rồi. Hả? Em gái Khmer đẹp gái quá. Em vô trên mai tìm ơi. Mặt đẹp gai chút thôi. Quá trời đẹp luôn. Cho người ta ngắm cái nhung nhang. Bắt mang qua cái khơi ta chà vô. Ơ cái khơi ta khơi khơi ta chào. Đi cá này là cá gì mà lạ chị? Cá he mà. Cá he lạ quá. Cá he cá hồng cá biển đó. Mua nước.
cái gì mà dọn về rồi? Dạ, đi bán trong xóm tiếp. À, vô trong xóm bán tiếp ha. Dạ. Bán ở đây cũng không có nhiều người lắm, mình vô xóm tiếp. Dạ. Vậy là vô trong xóm nữa. Dạ. Mình bán ở đây rồi mình vô xóm tới giờ 11 giờ mới vô nhà. 11 giờ mới về tới nhà. Dạ. Wow. Nó xe như vậy đó cô bác, cứ chạy vào trong sóc. Bán chợ xong rồi vào sóc luôn. Vậy là bao nhiêu tiền? Bánh phồng nó ngon lắm, mua tiếp hết đi. Chị ăn không? Em mua cho. Anh ăn em mua. Còn muốn em ăn thì là... Rồi chị ăn đi, em trả tiền cho. Anh trả tiền thì em ăn. Rồi chị lấy đi. Vậy vậy ăn đi, em trả tiền. Thiệt mà. Rồi, mua đi, em trả tiền. Anh lấy ăn cái đi. Rồi, chị lấy, chị ăn đi rồi, giờ bỏ anh xe đi, tí nữa em ngay. À, mầm anh. Bắt mấy anh nè, anh lấy hai cái thôi. Thôi, chị ăn đi, chút nữa em ăn. Đẩy trên xe đi, chút xíu nữa em ăn. Đẩy trên xe đi. Hôm nay em đi theo chị vào trong sóc salon này kia. Dạ, cho biết trong sóc salon nữa. Đi bán gì đó cô ơi, đi tới đâu ngồi chơi lên con. Dạ. Thì mua bán đi, mua bán thì phải vậy thôi. Dạ. La cà thì kia mới bán được. Cái video này có thể là nhiều khán giả xem lắm nè. Em theo chị từ bên cái chợ Tàu Hu qua tới đây luôn, rồi qua tới salon nữa, coi xem sao. Chút nữa mình đi sắp đi tới salon. Dạ. Nè, anh lấy hai cái ăn đi. Dạ, để đó đi chị, chút nữa em ăn. Để đó đi, chị ăn đi. Để em lấy hai cái hả? Rồi, để bên đó đi. Cứ để bên đó đi, rồi. Rồi. Dạ, bắt đầu mình tiếp tục ha. Sống để mình chầm nón ha. Wow. Dạ. Tiếp theo nữa thì mình đến cái shop salon. Chị này thì chị đi vào trong đó để chị bán cô bác. Đây là shop salon. Rồi bây giờ tiếp tục nữa, mình sẽ vào trong shop này nha cô bác. Up salon.
đó là cái núi khai thác đá Nam Chaco. Núi chóc hình. Trong đây thì có một cái chùa kia bằng chùa Phật Chùm nữa. Cũng khá là nổi tiếng nha cô ạ. Chùa Phật Chùm. Chị Tôn chị. Đâu chị nói lại tiếng Việt cho nghe coi. Không có rành tiếng Việt. Lần đầu tiên em cũng mới biết con đường này luôn á. À, có đi đường thẳng không à, chứ không có đi vô trong đường này. À, chưa biết đường này. Chùa Phật Chùm hả chị? À, chùa đó nó nổi tiếng lắm á. Rồi sao không chạy mà dẫn bộ rồi? À, dẫn bộ cho nó dễ bán hơn. Rồi một ngày thường thường mình bán được bao nhiêu tiền? Một ngày được 200 ha. Ồ, cũng được ha. Nhưng mà quá cực luôn, mấy chục cây số luôn.
đi mấy chục cây số luôn, đạp xe đạp. Ra ông tiếng cho nghe coi. Hồi nãy chỉ rau gì đó. Hồi nãy chị rau nghe hay quá, giờ rau lại cho bà con cô bác nghe cái tiếng người dân tộc của mình coi. Chi Tôn mưa quá trời luôn, mà ở đâu cũng mưa nữa. À, đi đục mưa. Rồi ra ông tiếng coi. Wow, đẹp quá luôn nè. Đó. Đây là những phiên chợ trong Sóc nè cô bác. Đó. Cô bác đi buôn mà bán đủ các loại vậy nè. Rồi mưa tới luôn rồi, mưa lớn quá rồi. Nè. Chị có cái dù che chiếc xe đẹp quá. Ở đâu chú? Lộc Chi Tôn. Dạ. Ngoài Chi Tôn thôi. Nè, vô kênh YouTube Lộc Chi Tôn là gặp rồi. Thôi đừng quay nữa. Có coi biết có coi YouTube không? Cái vườn này lâu lắm mới gặp à. Vườn ở dòng sông ở đây nên nhắc quá sao mà. Dạ, mới ít thấy lắm. Tại vườn đây là miền Tây. Rất là miền Tây luôn. Mộc mạc. Dạ, cũng hay vô đó cho lắm. Mấy tháng trước em hay vô trong đó em cho gạo lắm. Đi với cái ông mà bán, cái ông mà nguyên chiếc xe trái cây đó nhớ không? Rau củ quả đó. Cái ông mà chạy... Bữa nay thứ mấy ít? Bữa nay thứ bảy. Thứ bảy, ai chủ nhật, thứ ba lên nuôi tập ba đi, ta làm lễ lớn rồi đó. Ờ, vậy đó ha. Dạ, dạ. Bữa thứ ba. Thứ ba ha. Dạ, dạ. Ở sắp trắng lên nhiều luôn. Dạ. Rồi chị biết cái chùa Nên Non không? Biết mà tại em ít đi lắm mà tôi đi làm cám mới đi. Nhưng ở mà... bữa thứ ba là người ta đi nhiều chùa đó, bà lên nuôi tập ba nó nhiều. Dạ. Bữa thứ ba thì lên lên lên. Thứ ba. Dạ, bữa thứ ba. Rồi chùa Nên Non rồi với cái chùa Tà Bà chùa nào đông hơn? Bữa trong nuôi được bán nhiều hơn. Đông hơn ha. Dạ, đông hơn. Dạ. Thứ hai thì Nên Non có rồi. Bữa thứ ba thì bữa Tà Bà. Dạ, vậy là thứ hai em đi qua Nên Non. Đi Nên Non về ở ấy, ở sẽ nó chùa Non, à. Chùa sẽ đó. Rồi thứ ba đi qua chùa Tà Bà. Dạ, mình ta đi 2 ngày. Bán nhiều hơn khách. Một ngày vậy là mình bán khoảng bao nhiêu ký đậu? Khoảng 15 kg, khoai 20 kg. Ồ. Nào. À.
được 3 kg. Vậy là khoảng 3-40 kg một ngày. Mình lấy cũng được 200. Wow. Đi bán kiếm, đi bán được thì kiếm tiền được 10 ngày, chừng nào đi mừng ta ít ta mướn lắm. Dạ đúng rồi, đi mừng mướn ta ít có mướn. Đi bán này thì dễ hơn là đi làm mướn. Lâu lâu người ta mới mướn ngày đói luôn. Không đi làm công ty gì đâu. Là cô bán cá thì làm cá cho khách luôn. Hay quá. Quay nữa chú ơi. Hôm nay thì mình ít có nói, cô bác thông cảm cho mình nha, vì mình cũng bỡ ngỡ quá, không biết làm sao. Vì trong cái shop này lần đầu mình cũng mới vô đây, nghe thì rất là lâu rồi nhưng mà mình không có từng vô vào đây. Và nghe nói là đây có một cái chùa Phật chùm nè, sắp sửa đến đó. Nổi tiếng, rất là nổi tiếng luôn á. Rồi mình vào trong chùa, gọi là cái chùa Phật Chùm.
hôm nay thứ bảy thì vào cái chùa này thử xem sao cô ạ. Đây là chùa Phật Trùm đây, khu thờ Tà Po Đức Phật Trùm. Wow, Đức Phật Trùm luôn nha, lớn nha. Và đây là cái đền thờ chùa Phật Trùm. Này không có khách rồi. Vắng quá. Ồ, cây sa la. Chùa nào cũng có. Rồi đến đây thì em cũng chào chị, cảm ơn chị nha. Rồi chừng nào mình bán hết mình mới về hả chị? Bán hết mới về. Vậy là bắt đầu mình đáp ở bên đây. Xong. Hay là đi nữa? Đi đi rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Sóc Sa Pa. Okun. Sa Pa ở Okun. Hai tiếng đó thì sao? Được không? Đi chung với nhau được không? Hả chị? Đâu em vô sóc vòng vòng rồi em nghĩ đi. Không, chuyện đó là hai cái tiếng em mới nói Sóc Sà Pai với lại Okun, cái nào đi chung nhau được không? Hai cái tiếng đó, hai cái từ đó đi chung với nhau được không? Được, không sao đâu. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ, dạ. Rồi hôm nay được trải nghiệm vào trong Sóc Sà Pai. Quay phải. Hành trình theo em gái Khmer vào thôn xóm bán đậu phộng.